chưa? Đây nha cả nhà, mình mới mua được cái vỏ. Thì quy trình làm bẩn dừng hay giặt phên gì đó như thế nào thì cũng từ từ biết nha các bạn. À, thì quy trình làm bẩn dừng nè, nói chung là mình không có làm bằng cây nha các bạn. Thì giờ mình làm tăng tiến hơn hồi xưa. Hồi xưa thì làm bằng cây, còn bây giờ thì làm bằng, trước tiên thấy làm bằng giấy này, nhưng mà thật sự làm bằng keo nha các bạn. Điểm bao công nữa thì cũng nhờ anh em bu lại làm tiếp giúp mình. Không đủ ngon đó đây nè, ra sao thước độ chấm nó vô trà đứa này vậy. Vỏ này là vỏ Cà Mau nha các bạn, cỏ nào thì bắt 6 nước nốt. Tao tính bắt xuống rồi đó, phải gan sao mỏi vô nước cho bắt. Đó. Anh em bu lại rất là đông vui nha. Cái gì không nổi. Trời ơi trời, đủ má gắn nó cạn một bàn tay vậy đó. Cái này thì mình làm thêm cái càng này nữa. Càng này vừa nè anh Húc. Càng này được nè. Ủa má vẽ bàn tay gan rồi, cái núm nó dài. Càng đừng có cái gan núm luôn. Rồi rồi cho coi. Đó. Sao vẽ hay thiệt quý. Vẽ ơi dỗ gõ rồi mà. Trời lấy cái con kìa. Cao giấm mà quá hào luôn. Chạy giấy hả? Độ chấm nó bả tấm giấy nên là kim tấm giấy khác vậy. Đó. Là chờ. 2 3 chút nữa là mình giờ dán keo đây hai mặt luôn nha. Đỏ keo luôn. Rồi đó. Trời ơi bàn tay đẹp ghê không? Ừ. Đây gan. Hai cái cù đó. Bàn tay cù sao nó vậy? Rồi những giai đoạn tiếp theo là sao thì mình quay từng giai đoạn nha các bạn. Cái đó nó hoàn trang nè, nó dán nó vàng hả bộ. Đây rồi xong nha các bạn. Làm khuôn đã xong. Để chuẩn bị làm nền cho bằng để mình đổ khuôn. Ủa miếng hủy hà hết rồi nè. Ủa đây, cái miếng giấy này xếp nặng à, cái miếng bả. Ừ. Nó đây, nó không dính đâu. Ừ. Bằng coi rồi bằng đi. Bằng bạn 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 miếng này không cắt là đúng rồi, nó rồi là rồi đó. Đục ha đi. Lúc lúc đầu dưới nó hao thôi, lúc này ít rồi nè. Nghe này. Nghe.
nghe nghe. Một hàm một nó đọc. Nó dành cho mấy người câu cá này kia, thả lưới này kia được. Đấy, đây nha cả nhà, về xong 3 phân công rồi. 3 phân giật. Rồi làm bằng keo hết toàn bộ. Vậy là xong, đắp giạc lên nữa là lụm. Chỉ mới có được 50% thôi nha. Đó. Máy này về như tiền quay. Máy này hả? Đọc đoạn nó lắp bằng dừng xong. Giờ tới mấy cái bổ là chuẩn bị đánh giạc nha các bạn. Là cái bổ này nha, là sử dụng để bổ xuôi. Xuôi vậy nè. Đó, là 4 cây sắp ngang vậy đó. Mình mới đóng giạc nha. Còn cái này là tác dụng kẹp vô đây nè, là giống kẹp như vậy nè, làm giống như cái lề vậy đó, làm gác cái đầu đầu hào lên đó. Còn đó là giặt nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị làm thôi, bắt việc cho ta thôi các bạn, sắp tay vào việc cho lộn. Để quy trình làm một chiếc giỏ không phải là đơn giản nha các bạn, nếu mà cho nó đẹp. Mình sử dụng cái này nha, kẹp vô cho nó có chỉnh chỉnh nha các bạn. Giờ là mấy cái lời để gác đầu giạc là xong nó hết trơn nha các bạn. Hết trơn đó nha các nhà. Giờ cần là tắp giạc cho nó là xong. Đó, từ A đến Z hết rồi đó. À, mai chỉ đóng giạc nữa là lụm tiền các bạn ơi. Đó, giờ cây có chỉ là tắp giạc là lụm thôi, chứ không còn nữa hết trơn. Đây, đóng xong được một miếng nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị từ đây dài lại sau. Xong ok. Giờ mình chuẩn bị đồ đạc thôi cả nhà.
má không đi ha. Vậy hả? À. Vậy là mình phải âm hết lỗ dít gì này nha các bạn, cho nó lúc bằng mặt này luôn, rồi sau đó mình sẽ lấy giấy nhám mình xước ngang xương ngang cái là nó sẽ ok đẹp lắm đó. Giờ là khoảng 80 trong xong rồi đó nha các bạn, vậy còn cửa nắp với lại hai cái khoang đó giờ là cũng đang hoàn thành nha. Đó thì nó mình đóng lên nó khít lên gì nha cả nhà. À, vậy thì quá ok. Đó, chỉ còn hai cửa nắp thôi. Các bạn nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà. Thì đây cũng là gần xong rồi đó. Còn có 20% nữa là xong. Đẩy xuống là ngon lành. Đợi miếng của em đưa anh ăn rồi. Giờ lại cầm hết vững, cầm anh chạy nhảy xong. Đèn do nha các bạn, từ trước lại sau không có miếng bệnh. Dạ thiệt, mai mày vuốt xương cái nữa là bóng loáng liền. Đã hoàn thành nha các bạn, từ A đến Z. Quá ok cũng đây luôn. Thank you.
Dạ.